Dạ vâng, xin được hân hoan chào đón toàn thể quý vị quan khách cùng trở về đây, cùng chúc mừng tân gia đại cát của gia đình ông bà Minh Phượng cũng như gia đình Phát Linh trong buổi trưa ngày hôm nay. Như vậy, theo đồng hồ đếm ngược của ban tổ chức tôi cũng đã đến giờ tổ chức lễ mừng tân gia đại cát ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép MC Quang Toàn và MC Đức Trình xin gửi đến toàn thể quý vị chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là hôm nay ngày Tết đẹp trời, xin mời bạn hữu cùng tôi vui vầy bên nhau cạn chén vơi đầy, chúc cho nhà mới tràn đầy niềm vui. Vâng, thưa quý vị, và sau đây và ngay bây giờ không để toàn thể quý vị quan khách chúng ta trong buổi trưa ngày phải đợi chờ lâu hơn nữa, và sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng tạm ngưng trong giây lát và cùng hướng anh của mình về cánh cổng của buổi tiệc tân gia trong buổi trưa ngày hôm nay, và cùng nổ ra một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để cùng đón chào gia đình yêu thương của chúng tôi, đó chính là ông bà Minh Phượng cũng như vợ chồng hai em Phát Linh. Vâng, xin mời đại gia đình yêu thương của chúng ta hãy cùng mạnh dạn nhanh chân dẻo bước di chuyển về sân khấu để cùng sắp mắt toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời đại gia chủ của chúng ta hãy cùng nở nụ cười thật tươi. Thì bạn Caramel của chúng ta cùng hiểu những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy trên sân khấu ngay lúc này đây đã xuất hiện chủ ngôi nhà mới ngày hôm nay để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Và để cảm tạ đến toàn thể quý vị quan khách trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời gia đình sẽ cùng dành một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách. Vâng, xin mời. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là hân hoan mừng bạn đến khánh thành nhà kiên cố cao tầng mà lại đẹp quá ta, mà nội thất bày vào thì trông khéo vậy, mà từ nay mưa nắng ắt lùi xa, và hai bàn tay trắng thì tạo nên cơ nghiệp mà đời vẫn o lo bởi xế tà, có công gieo hạt nay hái quả, mấy vần thơ gửi tới toàn gia. Vâng, thưa quý vị, và sau một thời gian lao động vất vả thì gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay đó chính là ông bà Minh Phượng cũng như vợ chồng em Phát Linh cũng đã tích góp được một khoản tài chính nho nhỏ, và để dưới đây ông bà của nhà em cũng đã lấy xi măng về chát, lấy cát về xây và cũng đã xây dựng nên một ngôi nhà thật sạch đẹp như thế này. Vâng, thưa quý vị, anh chị và các bạn thân mến, gia đình là nơi hạnh phúc được bắt đầu, và ở đó thì có tình yêu không bao giờ kết thúc. Cuốn theo dòng chảy của thời gian, sống trong cuộc đời này thì ai cũng hằng mong ước sẽ có cho mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Và để được làm được điều đó thì trải qua rất là nhiều yếu tố mà ông bà Minh Phượng đã cùng nhau chung thủy với nhau bằng một tình yêu, và đã xây dựng được một ngôi nhà thật khang trang, được mọc lên tại bản Lĩnh Luông, xã Triềng Phốc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thân thương của chúng ta. Ở đó thì có bếp lửa hồng ấm áp, có tiếng cười đùa của trẻ thơ. Vâng, thưa quý vị thân mến, và ngày hôm nay phải nói rằng là mang hoa mang rượu đến mừng tân gia, theo đủ trăm trang được chuyển nhà, hơn một năm trời vui đón khách, vừa sang nhà mới lại đầy hoa. Anh chị cùng các cháu ở phương xa mừng em ly rượu mừng nhà mới, chúc mừng thành quả mãi vươn xa. Vâng, thưa quý vị, cố nhân cũng có nói một câu rằng phần vợ thuận chồng thì tát biển đông cũng cạn, mà đàn ông thì xây nhà, đàn bà thì xây tổ ấm. Và chính vì thế đó mà sự cố gắng không ngừng nghỉ của gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã xây dựng nên một ngôi nhà thật khang trang, thật sạch đẹp mà bao nhiêu người hoa mong ước. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm nay là ngày thật tốt tháng thật lành, ngày 20 tháng 12 năm 2023, tức ngày 8 tháng 11 năm Quý Mão, gia đình ông bà Minh Phượng cũng như vợ chồng em Phát Linh long trọng tổ chức buổi lễ mừng tân gia đại cát tại địa chỉ bản Lĩnh Luông, xã Triềng Phốc, huyện Thuận Châu và tỉnh Sơn La của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, và ngay giây phút đây cho phép MC Đức Trịnh cũng như MC Quang Toàn xin phép được tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ ông bà Minh Phượng cũng như em Phát Linh chính thức được bắt. Vâng, một chào một tay thật lớn cho chúc mừng quý vị ơi. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những tràng pháo tay của toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị và các bạn thanh niên thân mến, và trong buổi trưa ngày hôm nay thì ban tổ chức tôi cũng có chuẩn bị những chén rượu thật đầm thắm để cùng dâng lên cho gia chủ chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng dành chúc cho gia chủ của chúng ta ngày hôm nay được phát tài phát lộc, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Và sau đây xin mời MC Đức Trịnh sẽ nâng những chén rượu thật đầm thắm để dâng lên gia chủ ngày hôm nay. Vâng, trân trọng kính mời.
của chúng tôi xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị quan khách ở phía bên dưới. Chúng ta cùng rót chén rượu của mình thật đầy và dơ thật cao lên được không quý vị ơi? Quý vị sẵn sàng chưa? Anh em ơi! Cả nhà mình ơi!